Nếu hạnh phúc có trên trần gian. Không 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 không, hai đứa quay mặt nhau đứng giống chọc cờ quá. Đó, nhìn mặt nhau mà hát cho nó. Thì hạnh phúc với anh chỉ là được bên em yêu thương từng giây phút em đêm, chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi. Nếu không có em trong đời anh thì ngày qua với anh chỉ là kỷ niệm và buồn vui cùng nỗi nhớ ghép lại, nhưng lạc đầu mất một bóng hình. Ngày hôm qua anh tiễn em trên con đường đầy lá bay, những tiếng đàn sầu cùng với mưa buồn biết mấy. Ngày hôm nay nhìn đôi mắt nâu bất chợt gặp nụ cười gương vui, muốn ôm chặt lấy em nhưng sao lại thôi. Ngày hôm nay anh mơ thấy em những giấc mộng hiền về giữa đêm, anh cố chạy đến bên mà sao xa mãi. Lại giơ cao đôi cánh tay mà không sao giữ lấy, chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa. Trời ơi, quá dữ luôn. Hay quá à. Dạ, quá dữ luôn. Em là Ngô Hồng Đức, hôm nay 24 tuổi, nghề nghiệp là bộ đội. Hiện tại em đang công tác tại phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh. Em đến đây nó này tìm người yêu đúng không? Dạ. Rồi, mình giới thiệu về bản thân coi nào. Dạ, trước hết thì cho con xin phép được chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào người bạn ở bên kia. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thúy Duy, năm nay con 25 tuổi và con đến từ vùng đất Kiên Giang ạ. Và hiện tại thì con đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của con là biên tập viên cho một tạp chí ạ. Mà tại sao Thúy lại thích có chồng là bộ đội? Thật ra thì trước đây thì mơ ước của con được thi vào trong quân đội cô ạ. Tuy nhiên thì có một cái khiếm khuyết về chiều cao thì nên là con không có thể tham gia thi được, và con muốn tìm một người nữa còn lại của mình là thực hiện ước mơ cho mình ạ. Với hai nữa là quân đội thì mình cảm thấy các anh rất là kiểu như là rất là chững chạc và chín chắn, có thể cảm giác được mình được bảo vệ á cô. Bây giờ Đức giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Về cái ưu điểm của em thì làm được những công việc như nội trợ đó nha. Nội trợ nấu nướng ha. Dạ, nấu ăn thì em không có nấu được, nhưng mà như giặt giũ, chén bát nhà cửa lo được. Nếu của em thì hay rụt rè, như hiện tại trên đây là rụt rè. Dạ, gặp đối phương thì em nhét. Có hút thuốc hay là có rượu bia gì không Đức? Em không có rượu bia, hút thuốc thì lúc trước em có hút mà đã bỏ rồi. Bên đàn gái cho chúng tôi biết ưu khuyết điểm chút xíu đi nè. Ưu điểm của con là một người khá là hoạt bát, vui vẻ. Và cái hai nữa là con là người có tính tự lập khá là cao. Và con rất là thích tạo động lực cho người khác. Mỗi khi mà người khác vui á, thì mình cũng có động lực và mình cũng có niềm vui ạ. Còn một trong những cái khuyết điểm lớn nhất của con đó có lẽ là con mù đường ạ. Thật ra thì khi đi đường mà con mà không bật Google Maps là kiểu gì con cũng không định vị được cái phương hướng để mình đi ạ. Cái điểm yếu thứ hai có lẽ là hơi khó tính một xíu ạ. Thiên về hơi một cái hướng đó là truyền thống, và sống trong môi trường hiện đại thì con vẫn là hòa nhập với môi trường hiện đại. Tuy nhiên thì truyền thống thì vẫn tôn kính gia đình nè. Vẫn là lễ phép kính trên nhường dưới, thì điều đó là con vô cùng quan trọng ạ. Trời, dạ. Trời, cái đó là quá hay luôn đó. Dạ. Vậy thì là sẵn đây là con nói luôn về cái tình sử của mình đi, con có mấy mối tình rồi? Thật sự là chưa có những cái mối tình gọi nào là chính thức, nhưng mà có những cái mối tình mà con gọi đó là mối tình hoa 10 giờ đó cô. À vậy hả, sắp nở tối tàn á hả? Dạ đúng rồi ạ, chỉ là mối tình thời cấp 3. Say nắng đồ này kia dạ, nọ. Dạ, dạ đúng ạ. Đó, nhà trai ơi nghe chưa? Cô gái bên đây coi như là chưa yêu đó. Chưa có mối tình nào hết. Ừ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình. À, mối đầu tiên thì thời cấp 3. Mối tình thứ hai em thì cũng được 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là em đi học ở xa. Em học ở đâu? Em học tại Nha Trang, mới ở Tây Ninh. Vậy là yêu xa đó, bây giờ Đức yêu vẫn xa. Ở Tây Ninh. Bây giờ nó cũng xa đó. Con quan niệm như thế nào? Con có cảm giác là mình có thể chấp nhận được yêu xa không? Có chịu đựng được không? Trong tình yêu con không có quan trọng đó là khoảng cách. Tại vì khoảng cách và cái thời gian nó chưa quyết định được gì. Nếu như mà hai người thật sự thấu hiểu cho nhau, đồng cảm và chia sẻ cho nhau những khó khăn, thì đó là cái điều quan trọng nhất để giữ cái tình yêu lâu dài. Con hình dung cái người yêu của con phải như thế nào? Con cũng không có quá đề cao về ngoại hình đâu cô ạ. Chỉ cần cao trên 1m65 là được ạ. Dạ chứ. Dạ, dạ, dạ. Cao 1m65 hả? Dạ. Anh này hơn 1m65 nữa. Thân hình hơi ốm ốm một xíu chú ạ. Ốm ốm chút xíu hả? Này cũng không được ốm lắm. Nói chung là tròn tròn. Dạ tròn tròn thì dễ thương. Nhẹ nhàng thôi, không có mập dạ. đâu. Sao nữa nè? Dạ con thì không có thích cái kiểu mà theo cái mốt hiện đại bây giờ là kiểu mà tóc mà cứ highlight highlight xong rồi cắt tỉa sọc sọc ngang ngang như thế này.
Yên tâm quân đội là mấy cái đó khó. Dạ, gương mặt ưa nhìn là được. À, con không thích điều gì ở đàn ông? Cái điều mà con không thích nhất đó là vô tâm, với hai nữa đó là sự lừa dối. Và đặc biệt là nếu như mà người đàn ông có một sở thích đó là tứ độ tường thì chắc có lẽ là con rất là sợ điều đó. Vô tâm mà lừa dối tứ độ tường đó thôi. Dạ. Bó tay rồi. Để tôi hỏi đồng chí Đức. Đây, đồng chí Đức là hot boy đó. Nhưng mà đồng chí Đức nãy giờ nghe bạn bên đây nói là thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó. Ví dụ như cao trên 1m65 nè, là mình cao nhiêu? Dạ, em cao 1m72. Rồi, có tứ đổ tường không? Sao mà tứ đổ tường? Dạ, hỏi chi câu này? Mình khẳng định liền không. Cần gì hỏi? Để cho bạn từ đầu rồi. Ừ, không. Rồi, bạn có vô tâm không? Làm gì có. Không, không có. Có mạnh mẽ không? Dạ, cái này không. Chưa biết. Có mạnh mẽ là mình phải ăn to nói lớn lên cho bạn gái mình để tin tưởng. Rồi, bây giờ hỏi Đức nè, giờ Đức thích cái người con gái bên đây phải như thế nào? Mà bạn gái không cần phải đẹp quá, đơn giản, cao từ 1m60 trở lên. Có luôn. Không cần mập hay ốm. Vừa vừa người đúng dạ, không? Dạ, vừa người. Có luôn. Quan tâm cho người xung quanh đúng xung không? Quanh. Có luôn. Rồi có phải về làm dâu không? Dạ, tất nhiên là có vậy. Làm dâu Tây Ninh ha, về Tây Ninh làm dâu ha. Hỏi cô gái kia có thể làm dâu được không? Dạ, nếu mà sống chung với ba mẹ thì càng vui. Vui đó hả? Dạ. Làm dâu ba mẹ, làm dâu quân đội. Dạ. Dạ. Thôi, hôm nay đi, là mình đi với ai? À dạ, thưa cô thì hôm nay con đi với một người bạn thân của con ạ. Rồi, chào bạn thân. Xin chào chú Huyền Linh, cô Hồng Vân và các khán giả trường quay ạ. Em là bạn của chị Duy. Nghe chị Vi có vẻ như là lanh lẹ đúng không ạ? Nhưng thật ra là có những lúc rất là yếu lòng. Thì cái sự quan tâm của anh đây sẽ bù trừ được cho chị Duy rồi. Và chị cũng rất là thích những cái mẫu đàn ông có thể san sẻ việc nhà đấy ạ. Thì anh đây lúc nãy mới vừa nói xong là sẽ biết giúp đỡ việc nhà đúng không ạ? Thì em hy vọng là sẽ giữ lời hứa nếu như hai người đến với nhau ạ. Chị em mình có nói với nhau đấy ạ. Thì là Duy thì cứ nhanh cho cơ hội đi ạ. Em đã có người yêu chưa? Dạ chưa ạ. Chưa hả? Dạ. Vậy làm mấy số sau lên đây ngồi nha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, em đi với ai? Dạ, em đi với Dượng của em. À, Dượng. Đồng nghiệp của cơ quan mà em. Bây giờ cho Dượng phát biểu trước đi, xong rồi mời thủ trưởng. Thủ trưởng nha. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị có mặt ở đây. Mình là Dượng của em Đức. Dượng là anh em cột chèo với ba. Dạ, dạ, dạ. Đức thì ở nhà thì rất là hiền. Nhà thì có hai anh em. Mà em thì cách nhau chắc cũng hơn 10 tuổi. Còn ba mẹ Đức thì rất là dễ. Dượng năm thấy thì được rồi đó. Mong rằng ba mẹ con sẽ có được một cô con dâu miền Tây. Dạ, cảm ơn Dượng. Thấy được ha. Mời thủ trưởng ạ. Dạ, xin chào hai MC Huyền Linh và Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay và khán giả xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò qua màn hình nhỏ. Tôi tên là Quỳnh Trung Hậu, là thủ trưởng của đồng chí Đức. Thì qua cái quá trình mà công tác chung với đồng chí Đức thì thấy là đồng chí Đức là nhiệt tình, năng nổ. Nhưng mà cái nhược điểm thì chúng ta nó thấy đồng chí là hơi rụt rè nhút nhát, cụ thể trước đám đông mà đặc biệt hơn là phụ nữ. Bù lại là đồng chí này khi mà được giao nhiệm vụ gì thì làm cũng rất là chu toàn, là có trách nhiệm. Hy vọng rằng hai bạn sẽ báo tin vui cho đơn vị sớm nhất. Cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Rồi, bây giờ mình nói nha. Bây giờ mình mở rào ha. Rồi. Mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Chào em. Thủ tục đầu tiên. Qua đi nữa nè. Trái tim mang hình viên đạn. Khi nào mà mở rào ra mà hai cặp mà đối là mình biết là có tín hiệu rồi đó. Muốn quà này. À dạ em cảm ơn anh ạ. Ở đây thì em cũng có một món quà tặng anh. Thì đây là đặc sản của quê em. Thì tặng anh một chút vị mặn của Kiên Giang nha. Dạ, à, và cái thứ hai nữa thì em tặng cho anh một cây bút. Em là biên tập viên thì chuyên viết về rất là nhiều. Tuy nhiên thì muốn anh là luôn mang theo bên mình. Đặc biệt là note lại những cái gì mà anh sẽ quên. Cảm ơn em. Dạ. Ừ, Đức ơi, Đức nói cho bạn biết sao mà Đức tặng đồng hồ vậy? Dạ, cái này món quà của em làm thì đây, đây là món quà đây nè. Đó là hai cái trái tim. Trái tim lớn nhất, nó đầy đặn nhất thì em dành cho bạn. Còn nửa trái tim còn lại thì của cả hai. Ồ, đó, nha. Thì lần đầu tiên anh gặp em, em dễ thương hơn anh tưởng tượng. Dạ, yeah, em cảm ơn anh. Còn cái cảm nhận đầu tiên của em khi mà được mở rào ra thì thật sự là nhìn anh
rất là chín chắn. Cái thứ hai nữa là nó toát lên một cái gì đó, sự chân thành. Mình rất là trân quý về cái điều này. Anh có thể cho em hỏi một xíu về câu hỏi không ạ? Nói lớn lên coi. Em cứ hỏi. Dạ, theo anh cái điều quan trọng nhất trong tình yêu nếu mà chúng ta đến vượt với nhau á, đó là gì ạ? Theo anh cái điều mà quan trọng nhất khi mình đến với nhau thì cả hai đều hiểu nhau, chia sẻ, quan tâm, vui buồn cho nhau. Dạ, dạ như thế là đủ rồi ạ. Anh thấy em là một cô gái khả ái, biết chia sẻ, biết quan tâm. Ở Đức mong gì? Đức mong cổ làm sao? Anh mong em là sẽ ở bên cạnh anh. Dạ. Thôi. Không vậy trời ơi. Mà hát muốn dành tặng cho em. Ấy dạ. Ngày hôm nay. Dạ dạ em sẵn sàng. Đứng lên. Dạ. Tiếng về cô ấy hát cho nghe. Nắm tay hát được. Đúng rồi, đó thoải mái lên nhìn quá. Mẹ lên nào. Nắm tay rồi hát rồi coi. Mình giao lưu. Xin được hát tặng em bài Hình bóng của mây. Nữ đứng lên luôn đó. Dạ. Cho bạn có khí phách coi. Nếu hạnh phúc có trên trần gian. Không. Hai đứa quay mặt nhau đứng giống chọc cờ quá. Đó, nhìn mặt nhau mà hát cho nó. Thì hạnh phúc với anh chỉ là được bên em yêu thương từng giây phút em đêm, chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi. Nếu không có em trong đời anh thì ngày qua với anh chỉ là kỷ niệm và buồn vui cùng nỗi nhớ ghép lại những lần đầu mất một bóng hình. Ngày hôm qua anh tiễn em trên con đường đầy lá bay, những tiếng đàn sầu cùng với mưa buồn biết mấy. Ngày hôm nay nhìn đôi mắt nâu bận chợt gặp nụ cười gương vui, muốn ôm chặt lấy em nhưng sao lại thôi. Ngày hôm nay anh mơ thấy em những giấc mộng hiền về giữa đêm, anh cố chạy đến bên mà sao xa mãi, lại giơ cao đôi cánh tay mà không sao giữ lại, chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa. Trời ơi, quá dữ luôn. Dạ, quá dữ luôn. Hát hay quá. Rồi, dạ. Đáp lại liền, em gái. Nhưng mà anh hát hay quá thì con sẽ hò một cái điệu hò ở miền Tây thôi ạ. Hò thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội. Hò chứ mấy sông cũng lội, mấy đèo em cũng qua. Hay. Trời ơi. Ừ. Dạ. Hò cũng hay mà. Dạ, em cảm ơn anh. Bấm nút được rồi đó Linh. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại con tim của mình. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó nha các bạn. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đấy. Nào, trời tay Linh nhau ơi. Linh Vân nghe hai tiếng cạch cạch mình nó Vân thiệt cái muốn hòa vỡ luôn á, thực sự mà nói luôn. Hai nửa trái tim nó đã hòa là quyền với nhau ha. Rồi, bây giờ là đến màn hồi hộp nhất. Đức sẽ đặt nụ hôn đầu tiên lên má của người con gái của mình. Vén tóc nhẹ nhàng. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Đó, bên má này đó. Má nào cũng được. Vén tóc nhẹ nhàng lên. Để tự trẻ nó làm đi Vân. Mà nó đang rối, để mình phải chỉ. Không, ở má. Ở má mọi người ơi, ở má chứ không phải là ở trán. Ở trán là giống như là anh hung em hoặc là cha hung con vậy đó. Còn đây là ở má. Rất là cưng quá cưng. Dạ, em tên là Võ Hà Ngọc Huyền ạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán võ giả. Võ gì em? Em tên là Võ Hà Ngọc Huyền ạ. Võ Hoàng Ngọc võ Huyền Hà, võ, võ Hà Ngọc Huyền. Ngọc Huyền. Ngọc Huyền. Dạ. Võ Hà Ngọc Huyền, cha tên đọc dạ. Nha. Tên độc lắm ha. Dạ rồi ạ. Em chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Em chào anh bên kia ạ. Dạ, chào dạ rồi. Em. Em năm nay 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng. Lại. Cái mi bị trục trặc chút xíu rồi.
Thôi giới thiệu đầu cho Ngọt đi, em micro nó bị gì rồi? Để sửa lại micro rồi. Em ơi, nói cho anh cái mấy cái giấy chậm mồ hôi em. Nóng quá. Nóng thiệt luôn á. 11 giờ trưa nay là một cái thời điểm mà nắng nóng nhất. Có thể tăng. Hồi sáng Vân đi thấy đài họ nói là 11 giờ tới 3 giờ chiều. Mọi người có đi ngoài đường là nhớ bịt hết mặt mũi chân tay lại. Cái kia tia cực tím là lên cao nhất. Từ bữa nóng nắng tới bây giờ luôn á. Tức nghẹp à. Rất là nguy hiểm luôn. Dặn vậy là tại chút xíu bên nhà trai nhà gái là về đúng cái giờ đó đó. Dạ. 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 Em alo đi em trai. Alo thử đi. Alo. 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 Okay. Dạ. Dạ rồi. Vẫn còn nhỏ lắm á nha cưng. Cứ alo lại rồi. Dạ alo. Xíu cứ nói lớn lên xíu. Có thể nào tăng cái máy nước đá chút xíu được không? Ok. Rồi bây giờ giới thiệu lại nha, cho nó ngọt nha. Ok, vỗ tay. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Hà Ngọc Huyền à. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em chào anh ạ. Chào dạ, em. Năm nay em 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Em ở quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình. Quê gốc em ở đâu? Dạ, quê gốc của em cũng ở Sài Gòn luôn ạ. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Còn em trai? Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân Lung chào Linh em. Chào bạn nữ xinh xinh, chào tất cả những người xem chương trình. Em xin tự giới thiệu về mình. Em tên là Trần Minh Văn. Em năm nay thì 30 tuổi. Em đang làm việc ở quận Tân Bình. Em làm về IT. Bên kia cũng Tân Bình. Tân Bình. Nói nghe nè, Tân Bình luôn. Muốn hỏi bạn trai chút xíu sao bạn biết bạn bên đây xinh xinh mà bạn chào là bạn nữ xinh xinh vậy? Dạ, bạn nữ thì mặc định nó auto xinh xinh chị. Đúng rồi, nữ ai không xinh, đúng không? Bạn trai rất là ga lăng luôn á. Dạ. Em quê ở đâu? Dạ, em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cũng thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ở Tân Bình luôn. Dạ không, nhà hiện tại em đang ở quận 8, em làm ở Tân Bình. Tân Bình. Dạ. Còn em là nhà ở Tân Bình hay là làm ở Tân Bình? Dạ, em làm việc ở Tân Bình, nhà em ở Gò Vấp. Ồ vậy đó. Ở quận Gò Vấp à. Hai đứa cùng làm ở Tân Bình đó, ông chừng gặp nhau rồi á. Bữa nay chút xíu mở ra coi gặp nhau chưa đó nghe. Biết đâu IT tới đó gắn máy móc làm gì đó trong cơ quan của bạn gái thì sao? Dạ. Rồi, em nói một chút về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em có thể là thích nghi với mọi môi trường luôn ạ. Và em rất là thích ca hát. Dạ. Còn cái có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là nhiều khi xem phim là em hay xem bộ phim đó là ngồi với gia đình đó là em hay nói trước. Đoán trước phải không? Nói trước em, đúng rồi, đoán trước. Đoán trước là nhân vật này nó thế nào đúng không? Dạ, nhiều khi em cũng có hơi nóng tính một chút nhưng mà cái đó là rất là ít à. Quá sức chịu đựng của mình thì mình mới... Cái nóng tính khủng khiếp nhất của em là như thế nào? Dạ không nói chuyện thôi. Không nói? Dạ không, không nói chuyện, đi hả? Chỗ cầm luôn chứ không có đập quá. Đồ đúng không? Không đập dạ, không đồ đâu. Chắc okay. Chắn là không mà. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì thật thà, hiền, đa số mọi người nói vậy. Không mà hiền thiệt. Dạ. Nhìn thấy em rất là hiền luôn. Còn điểm yếu? Dạ điểm yếu thì em cũng hơi nóng tính. Dạ, nhưng hai mà đứa này đứa nào cũng nóng hết trơn rồi gặp nhau hai nguội. Hồi nãy nghe bạn nữ nói thì rất là bất ngờ tại vì nó có rất là nhiều điểm chung. Tại vì em nói chung là cũng nóng tính á, nhưng mà để mà nóng tính thì nó rất là khó. Nhưng mà những cái lúc mà nóng tính thì vậy thì em làm gì? Cũng giống bạn nữ là thường im lặng. Vậy là hai người nóng tính im lặng hết khỏe. Trời, ai cũng nóng kiểu này đỡ ghê luôn. Đỡ biết mấy luôn. để cho cái đầu nó nguội lại rồi lúc đó mình tính sao. Đúng rồi. Em có tật xấu gì không? Dạ tật xấu thì nó cũng nhiều lắm anh, lười rồi mê đọc truyện, chơi game đồ tùm lum. Mê đọc truyện đâu có phải là xấu đâu. Dạ. Mình lâu lâu giải trí chút chơi game cũng sao. Dạ. Mình đừng có chơi nhiều. Dạ, quá không. Dạ, tốt cho đôi mắt ha. Dạ. Rồi bên kia. Bên đây nói nghe nè, bên đây á là một cô gái, em nói em thích hát đúng không? Dạ đúng rồi. Thích hát đúng không? Dạ. Giờ hát liền cái đi kênh cái thích hát. Dạ. Hát hay coi có giống nhau, em hát hay không? Dạ mình nghe thử rồi thẩm định ha. Dạ, đây thẩm định giúp em ạ. Em hát đi. Tình yêu trong em vẫn luôn hâm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là em đôi khi khó nói nên lời, mong anh hãy cảm nhận thôi. Trời ơi, hay vậy cá ta. Tính lắm nha, trời ơi. Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn á, mong anh cảm nhận thôi đó. Tới bạn trai. Em thì hát thì không được hay lắm nhưng mà em thích làm thơ. Làm thơ hả? Dạ. Làm luôn cho bên kia biết coi. Thì bây giờ là em muốn gặp mặt bạn nữ rồi lúc đó rồi mới thành thơ đúng không? Rồi được rồi. Em có mấy mối tình rồi?
Dạ em thì trải qua 3 mối tình. 3 mối hả? Dạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Mối ngắn nhất là 15 giây. Gì kỳ á? Trời ơi, tôi lần đầu tiên thấy mối tình 15 giây má ơi. Thì là sao? Cái này là cái quan điểm của em. Tại vì á, khi mà mình ví dụ như là tình cảm mình đối với một người á, mà mình nghĩ cái đó là yêu và mình nói ra thì cái đó là cái đó là một mối tình. Còn cái 15 giây ở đây là ví dụ là bạn đó đã có bạn trai rồi. Nhưng mà ngày hôm đó bạn đó rất là buồn, hẹn mình đi chơi đồ á, thì để giải tỏa cho bạn đó. Nhưng mà sau khi mà an ủi đồ, chia sẻ đồ xong á, thì có một cái khoảng thời gian ngắn là 15 giây là bạn đó nó buông xuôi hết tất cả và đi theo mình. Thì cái đó nó chỉ duy trì đến 15 giây thôi, thì sau đó nó mọi thứ nó trở về như cũ. 15 giây bạn ấy buông xuôi thuộc về em? Dạ là sâu là... hơn không là sao? Dạ không, là chỉ nắm tay đi từ từ một cái quán đi ra đường thôi. Ừ, 15 giây đâu kịp làm gì đâu ta. Thiệt luôn á, Linh thử làm thử một cái gì 15 giây coi Linh. Nghe giật mình. Nghe nó 15 giây đó bạn bu xui và thuộc về em, nghe giật mình. Dạ. À, tức là một cái tí, một chút gì đó nó xui lòng ha. Dạ. Nó ngã lòng một chút gì đó mà giống như là hạnh phúc nhất, không có thể là quên ha. Dạ. Lúc đó em có nói là một cái gì đó cho bạn đó không? Thì có nói là ví dụ như là bây giờ em... nếu mà em cầm cái tay anh luôn thì anh sẽ đi với em suốt đời. Trời ơi. Nhưng mà ví dụ như là em buông ra thì anh sẽ bỏ. Và bạn ấy đúng 15 giây buông ra. Và đi đến hết cái quãng đường thì quay lại như cũ là buông. Hay nha. Nếu 15 giây không buông thì anh với em đi cả cuộc đời quãng đường luôn. Còn 15 giây buông ra là hai mình không có gì hết. Không, lúc này em nói thì nó không có nói là 15 giây mà là đi đến hết cái quãng đường rồi đó. Thì bây giờ là nói là em quyết định như thế nào, là có buông ra hay là nhưng mà tình yêu này gọi là tình yêu xét đánh nè, chứ ai tự nhiên mới gặp 15 dạ, giây 15 giây đó là cái 15 giây cảm nhận đó. Dạ. Xem là giống như thế xét nào đánh hả? Thôi cũng lạ. Dạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Mối tình dài nhất chắc là một năm, khoảng một năm. Một năm. Dạ. Rồi tại sao chia tay? Chia tay thì do quan điểm hai bên nó bị mâu thuẫn đó. Là ví dụ như là em thì thiên về cái cảm xúc nhiều hơn. Nhưng mà về người đó thì thiên về cái lý trí nhiều hơn. Cho nên nó bị mâu thuẫn, nó cũng khó. Cũng khó. Đó nha. Để hỏi bên kia là nghiêng về mâu thuẫn lý trí hay là cảm xúc lý nha. Lý trí hay là còn em? Dạ. Mối tình mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình, nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là gần 3 năm. 3 năm. Dạ. Là em học năm lớp 11, 12 rồi ra trường là hai người cũng có học chung mà. Thì tụi em quen em đềm cho tới một ngày đẹp trời thì bạn có bạn gái khác. Ồ vậy hả? Dạ, thì quen nhau cũng gần 3 tháng rồi thì em mới biết. À vậy á. Rồi sau đó là em chủ động chia tay? Dạ không, em vẫn níu kéo tại vì em nghiêng về tình cảm nhiều. Lúc đó còn trẻ thì mối tình đầu nữa mình không có dễ dàng bỏ được. Thì em cũng có níu kéo nhưng mà bạn thì không quay lại. Mãi gần 2 năm sau thì bạn có quay lại. Nhưng mà em không có chấp nhận, thì tụi em vẫn làm bạn vui vẻ cho tới bây giờ luôn. Ồ vậy hả? Rồi còn cái mối tình thứ nhì? Mối tình thứ nhì thì khoảng 3 tháng thôi là tụi em tìm hiểu nhau, nhưng mà em cảm thấy không hợp cho nên là không đi tiếp. Là thôi luôn? Cũng vẫn làm bạn. Có cái vụ 15 giây cảm nhận không? Dạ không. Không không. Cái vụ 15 giây tôi khoái rồi nha. Lâu lâu trong cuộc đời ai đó tự nhiên xuất hiện 15 giây lãng mạn như vậy cũng hay lắm rồi nha. Nhưng mà nhớ là đừng có bao giờ nhớ cái 15 giây đó hoài, nó kỳ lắm nha. nhưng mà em á, là giống như là cái mối tình thứ nhì là em chia tay bao lâu rồi? Dạ... nếu mà tính thời điểm em một mình tới bây giờ là được 3 năm rồi. Rồi dạ. Có ai có một cái mối tình nào khác nữa không? Em gặp khá là nhiều người nhưng mà em không muốn yêu nữa. Không muốn yêu? Sợ. Sợ gì, mới 24 tuổi mà sợ gì? Sợ gì? Sợ. Tại vì em gặp những cái bạn trai thứ hai, bạn đó cũng rất là đào hoa. Em gặp hai bạn trai, bạn nào cũng đào hoa hết. Vậy hả? Dạ. Rồi ngày hôm nay là em nghĩ sao mà mình lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em rất là thích chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Gia đình em là ông bà, cô chú, ba mẹ đều rất là thích. Em đăng ký cũng lâu rồi. Nhưng mà bận là không tham gia được, bây giờ em mới có thể tham gia được. Như vậy có nghĩa là em bạn trai. Nhưng mà như vậy có nghĩa là em bớt sợ rồi đúng không? Giờ dạ, là em cũng không còn sợ nữa. Quyết định là mở lòng rồi đúng không? Dạ, đúng. 3 năm rồi còn gì nữa? Dạ, mình cũng còn trẻ mà cứ ôm hoài niệm hoài cũng không có hay. Rồi bây giờ em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thì em muốn tìm một người là cái điều quan trọng nhất là tin tưởng. Tin tưởng. Cái việc tin tưởng nó rất là khó. Tại tức vì... là tin em á đúng không? Dạ. Phải tin em. Dạ. Nhưng mà em phải làm cái gì cho ta tin? Dạ, bây giờ tự nhiên bắt người ta tin mình rồi sao? Dạ, ta tin được. Tại vì tin tưởng nó rất là khó. Tin tưởng một người ví dụ như là chỉ cần người ta lừa dối mình một lần thôi thì mình sẽ rất là tổn thương.
em đã từng bị nhiều rồi, cho nên là có thể là tin tưởng đây em nói thì có thể nó không chứng minh được điều gì hết, nhưng mà ví dụ như cho em một cơ hội thì em sẽ chắc chắn chứng minh được cái điều đó mà em làm được. Là cho em cơ hội em sẽ chứng minh niềm tin cho người khác. Dạ, tại vì cái mà em quan điểm là mình không giấu bất cứ thứ gì, ví dụ như quen nhau không giấu gì hết. Dạ, cho em để cho dạ cho chị. Thấy em cái cách nói chuyện của em thì em có vẻ sống nội tâm đúng không? Dạ đúng rồi, em thuộc người hướng nội và thuộc cũng ít nói và nói nhỏ nữa. Vậy hả? Dạ. Thì ngoài cái mong muốn về cái sự chân thành với cái sự như là vừa rồi em mới tâm sự, thì em còn muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào nữa không? Ví dụ như là em muốn là người đó khi mà ví dụ như là mình đang quen một người này đi, nhưng mà mình cảm thấy là cái tình cảm đó không phải là yêu nữa, mà thời điểm đó mình kiếm được một người khác phù hợp hơn với mình, thì đừng có nên vì một cái mối quan hệ gọi là cả nể đó phải không? Đừng có vì sự cả nể rồi sợ bạn buồn mà không nói ra, đúng không? Tức là không sống thật với mình đó. Tại vì mỗi người sống ở trên đời nó rất là ngắn, khoảng thời gian rất ít ỏi để mình tận hưởng cái tình yêu, tại cái tuổi thanh xuân đúng không? Dạ, tại vì nếu mà bạn đó đi chung với cái người mà bạn người đó không thích thì cái người đó khi mà biết người ta sẽ càng buồn hơn. Rồi, cái đó là về cái mặt mà gọi là lâu dài. Nhưng mà bây giờ ngay thời điểm này em tưởng tượng cái người bạn gái của em về ngoại hình thì phải như thế nào? Ngoài vấn đề là cái ngoại hình thì đó giờ em không có đặt nặng. Nhưng mà con trai thì ai cũng thích xinh, xắn, dễ thương. Xinh, xắn, dễ thương. Và nếu mà em với một cái người bạn của mình mà cũng đều nội tâm như nhau, nó không nào chịu nói chuyện hết rồi sao? Dạ, thì ví dụ như trong trường hợp đó em sẽ chủ động nói chuyện. Em chủ động nói chuyện đúng không? Không thể mà trong cuộc trò chuyện mà cả hai đều nhìn. Em nghĩ như thế nào về cô bạn bên rào này? Em nghĩ em hình dung bạn đó như thế nào? Em nghĩ cô ấy cũng là một con người rất là cá tính và quyết đoán. Cá tính và quyết đoán. Dạ. Cô ấy có xinh không? Dạ nghe. Tóc dài hay tóc ngắn? Dạ chắc xinh, nghe giọng xinh xinh. Nghe giọng xinh xinh. Nãy tại vì đầu tiên em ngồi xuống là em chào người ta là chào cô bạn xinh xinh rồi. Dạ. Xinh cỡ nào? Tóc dài hay tóc ngắn? Cao không? Chị không có. Nghe giọng thì rất khó ngắn. Em có thay tấm hình. Đây chị có thể đưa cho anh để anh tưởng tượng. Đây là em lúc nhỏ và em xin nói thêm là em dạy thì thành công. Đang em phải bật mí, em phải giữ bí mật chứ. Để cho bạn đoán đâu là em đúng không? Dạ đúng rồi. Đây. Dạ. Bên nhà gái tôi xin gửi là bạn đoán coi là cái người bên đây là ai. Trời, hình lúc nhỏ chị. Đó, lúc nhỏ đó. Chừng lộn quá nha. Có một sự bật mí nhẹ là dạy thì thành công đó nha. Nhìn cái hình thì cũng rất là khó đoán. Xấu nhất á. Nhưng mà em đoán là cái bạn này. Thường thiệt á. Luôn không? Chắc không? Dạ em đoán chắc không? Bởi vì cái chuyện mà em đoán đúng hay không đúng nó sẽ liên quan đến cái gọi là thường đấy, con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rồi rũ rượi ha này kia, vậy thì thành công, tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử giống cái chàng trai bên đó không? Ông đừng quay qua đây nha. Không có quay đâu. Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Đó. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ, lớn. Em đoán lớn. Bạn này đoán hình lớn. Tôi đoán hình nhỏ đó. Rồi bên kia là cái hình nào? Ông đoán coi. Hình lớn không chị? Hình nhỏ luôn. Tôi là nhỏ đó. Bởi vì tôi nói á, bởi vì nói nghe nè. Đây, mọi người á. Mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cái plô tích với nhau á, người ta có một cái cảm xúc, người ta có một cái trực giác, cho nên ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Câu trả lời chính xác là bạn trai đúng. Dạ. Bạn đúng em luôn đó. Dạ đúng rồi. Lúc trời nhỏ ơi, là hay em, quá vậy? Em không có sống mũi, không có mí luôn. Em đen lắm. Rồi lớn lên rồi đỡ. Đỡ được hay chút quá. Đó. Đó là bạn là hình lớn đó. Đây, mời anh. Chúc mừng em nha. Thường ở chứng minh nhân dân là xấu quá à, ra hình ngoài đẹp lắm. Thành ra anh đoán cái xấu nhất. Chào em gái. Dạ, chào anh. Em muốn một cái mẫu hình người yêu tương lai của em như thế nào? Em muốn là ảnh sẽ cao hơn em. Cao hơn em? Chắc luôn. Không, bên đây khoảng 1m55 thôi. Em cao như vậy? Tính cách nữa, mình phải tùy thuộc vào tính cách nữa. Tính cách? Dạ. Hiền là được. Hiền là được đúng không? Dạ đúng. Còn rồi. Cao chỉ vậy thôi chứ 55 cũng được không? Dạ được. Được, ôi 55 được. Rồi. Rồi mong muốn gì nữa? Dạ anh hiền với lại anh biết nhẫn nhịn. Tại vì em quen bạn trai á, theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn. Mà nếu mà em gặp bạn mà hung dữ thì em sẽ sợ. Bạn này yên tâm là nhẫn nhịn lắm. Kiên nhẫn nữa. Không có giữ hung dữ đâu sợ. Dạ. Rồi nếu như hai bên mà tìm hiểu nhau được thì khoảng bao lâu em có thể cho đàn trai bước tới được?
Dạ từ 1 tới 2 năm. 1 tới 2 năm, nếu sớm 1 năm ha. Dạ. Nếu nhanh nhanh 6 tháng được không? Có sớm quá không ạ? em nói cho anh Linh nghe cái điều em không thích, điều mà tối kỵ nhất của em ở cái người bạn trai. Không gia trưởng ạ. Không gia trưởng. Em có gia trưởng em trai? Dạ không. Không có đâu. Dạ. Nhậu nhẹt thì em cũng muốn anh biết nhậu thì cũng được. Cái đó thì em cũng không phải là không thích, nhưng mà đừng nhậu nhiều. Đừng có say bê bết. Dạ. Nhìn đây anh, thì không nhậu nhiều đâu. Anh nhậu thì không giao thôi cũng ơi. Được. Dạ. Hút thuốc chút được, nhậu dạ, được. Chút được ha. Chút bên được có, chứ không có thể nào mà cấm như, được à. Bên hình như là không hút không nhậu luôn á. Dạ. Bạn đây hiền lắm. Phải không? Đúng hỏi rồi. Thử đi có dạ. Phải không? Không có nhậu đâu. Dạ em nhậu xã giao à chị. Thấy không? Em... Dạ được anh. Dạ. Nhìn người là biết liền à. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cô ruột của em với lại là bạn thân của em. Rồi xin chào gia đình đàn gái. Chào cô ruột. Cô có thể chia sẻ chút xíu về cặp đôi ngày hôm nay. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào đàn trai và chào cháu bên đó. Tôi là cô ruột của bé Huyền, thì bé Huyền là rất là tình cảm, sống rất là tình cảm, rất là vui vẻ, hoạt bát, thích con nít và hát rất hay hát. Bé Huyền thích hoạt động xã hội, cũng hay tham gia những cái hoạt động xã hội thiện nguyện đồ này kia đó. Thì tôi thấy là cháu trai bên này nhìn rất là đẹp trai. Nhìn hình thức thì rất ưng ý rồi, thì nội dung thì để hai cháu tìm hiểu nhau. Thì cháu bên này ít nói. Huyền thì nói hơi nhiều một tí cho. Ủa nên là hả? Nhìn vậy mà nói nhiều hả ta? Dạ. Dạ đối với người thân á, người thân mà kiểu em cảm thấy thoải mái thì em sẽ nói nhiều, em trải lòng hết được luôn. Nhưng mà đối với người ngoài thì không. Tôi thấy hai đứa nó có chui có hợp. Cho nên là chắc là nó bù qua sớt lại nó hay hơn là hai người đều ít nói. Dạ. Thì tôi thấy hôm nay cũng rất là ưng ý cháu trai, là cũng muốn là hai cháu là sẽ tìm hiểu, nếu mà thành đôi được thì rất là tốt. Tốt rồi, quá. Rồi, cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và cậu mợ. Rồi chào gia đình nhà trai. Trời ơi, gia đình nhà trai hùng hậu quá. Dạ xin chào Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ. Hai MC dễ thương ha, và chương trình, và chào chương trình. Tôi đây là mẹ của Minh Văn. Mình ở đây là dạng như là mình có gốc người Hoa. Thành ra mình nói chuyện không có ngọt ngào lắm. Ở đây mình thì có bốn đứa con, ba gái, có một mình cậu này con trai thôi. Mà ba cô con gái gả hết rồi, còn có mình cậu này thôi. Nếu mà hai đứa tìm hiểu với nhau mà đến được với hôn nhân á, thì cũng khỏi cần làm dâu nữa. Tại vì mình rất thích đọc kinh, mình đi chùa. Sáng mình xách giỏ mình đi chùa, tới chiều mình mới về. Bởi vậy cũng khỏi cần làm dâu nữa, hai đứa tự lo cho mình thôi, chứ khỏi cần lo cho mẹ. Bởi vậy nếu mà hai đứa tìm hiểu được mà đến với hôn nhân á, thì tốt. Còn là nếu mà hai đứa đồng ý là lúc nào chịu là mẹ cưới liền á, không cần đợi tới chừng nào hết trơn á. Mẹ đang cầm dữ lắm rồi đúng không? Mẹ thấu vô tương lai thì sao, hợp không? Thấy cô dâu này thì dễ lắm á, đẹp gái mà cũng ăn nói cũng dễ thương. Bây giờ quan trọng là hai đứa coi có hợp hay không. Nếu hai đứa bấm nút đó, thì hai đứa tìm hiểu nhau, nếu được thì cứ việc lên tiếng nói là mẹ bước qua mẹ cưới. Trời ơi, hay quá mẹ ơi. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Đó. Rồi em tặng anh luôn ạ. Lần đầu tiên anh xin tặng em. Dạ. Em muốn mở ra con. Mở ra đi cưng, mở ra dạ, đi. Em mở ra luôn ạ. Để xuống mày. Đây. Phụ đi. Em phụ trước đi rồi xong dạ. Rồi em hãy mở. Đây. Dạ. Wow. Nói ý nghĩa đi, quay ra khán giả nè. Đó, mình quay. Dạ ra để em làm thêm một cái cho nó đẹp. Gắn vô luôn đúng không? Dạ. Em. Rồi rất là chu đáo luôn nè. Đây em cầm cho anh nha. Cái này chị để lên thôi. Chị để lên thôi đúng không ạ? Đúng rồi.
Dạ, chỉ cần cắm thôi ha. Giống như ngày làm lễ coi mắt vậy nha. Thấy nó cũng nôn nao như vậy luôn á. Cái này là anh xin tặng em về cái hộp nhạc. Thì nói chung thì về cái việc chọn quà thì anh không có khiếu lắm. Dạ. Thì anh chọn cái quà này nó có nhiều cái ý nghĩa và anh muốn gửi tới em. Thì cái lần đầu tiên á, đây là một cái, có thể là một cái đèn ngủ. Dạ. Giấc ngủ với mỗi con người rất là quan trọng. Thì có đèn thì nó sẽ rất là dễ ngủ hơn. Dạ. Và thứ hai là về âm nhạc. Đây là một cái hộp nhạc. Thì khi mà mình vui hay mình buồn gì đó, mình cảm thấy mình muốn thư thả, thư giãn á, thì mình có thể dặn nó lên. Dặn nó lên và mình giải stress nó. Rồi cái thứ ba là cái này nó cũng tượng trưng cho về một cái gì đó mà mình mong muốn á. Ví dụ như là em muốn nghe nhạc thì em phải lên dây cót nó. Dạ đúng rồi. Tức là mình phải bỏ ra một cái gì đó để mình có thể tận hưởng được nó. Thì giống như trong tình cảm cũng vậy. Thì mình phải bỏ ra tâm huyết, công sức, đồ thì mình mới xứng đáng có được nó. Còn nếu mà những cái hộp nhạc mà chỉ mở ra thôi và nghe liền thì nó không có ý nghĩa. Yeah. Thì anh không thích cái đó. Dạ, yeah, em cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, bạn này là gọi là bạn ấy nội tâm lắm mà bạn rất là sâu sắc đó nha. Anh ơi, em tặng cho anh có thể mở ra. Trong đây là nó là một cái ví. Ví? Dạ, một cái ví tiền để anh có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Cảm ơn em. Khi nào anh dùng là anh nhớ tới em à. Tại vì mỗi lần anh dùng cái bóp này thì giữ bên mình 24/24 nha. Dạ. Thì cái này là sử dụng luôn rồi. Dạ rồi. Tại vì ví nó không thể nào đi ra khỏi người được. Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, ngồi đi. Thường mà vợ tặng chồng cái bóp á là ý nghĩa là khi nào tiền trong bóp có thì nhớ đưa cho em. Còn tình yêu nó khác ha. Khi nào xài bóp nhớ tới em. Hai đứa nó gặp nhau hình như nó bị rung rung rồi đó. Nó bị quíu quíu hay sao á. Vậy để em hỏi trước. Nói đi, hỏi đi. Em 24 tuổi, anh thì 30 đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thấy em khá là trẻ đối với anh. Tại vì em là một người không có năng động lắm đâu. Nhưng mà em cảm thấy em hơi trẻ con với anh một chút đó. Anh nghĩ cái tuổi tác nó không có phán định được cái người đó trẻ con hay không, mà là do cái suy nghĩ á. Dạ. Một người có thể mà chỉ có 18, 19 tuổi nhưng mà người ta rất là chững chạc rồi. Dạ, thì qua cái cách nói chuyện của em thì anh nghĩ em không có tính trẻ con theo cái cách suy nghĩ thôi. Còn mấy cái tính khác giống như của con gái thì cái đó rất là bình thường. Em rất là tâm lý luôn đó. Ừ. Dạ, em có bạn trai em rất là tâm lý, nhường. Dạ. Ừ. Ví dụ như có một cái câu chuyện nào đó hoặc là em cảm thấy bực mình em cũng cho qua. Hoặc là thắc mắc quá thì em sẽ hỏi thôi. Ừ. Dạ, chứ không có gọi là ghen tuông hay là suy nghĩ. Em không có. Vậy theo em trong tình cảm thì cái điều gì quan trọng nhất? Lòng tin. Em giống anh á, lòng tin. Đúng rồi. Chỉ cần cho em tin thì em sẽ đi với anh dài lâu. Còn nếu mà em có cảm giác không an toàn thì... Đúng rồi, lòng tin thì... Nhưng mà cái lòng tin thì nó không thể hiện qua được lời nói. Dạ đúng rồi. Mà nó phải thể hiện qua hành động. Ừ. Em... À, hồi nãy thì anh có hứa là sau khi gặp em sẽ đọc một cái bài thơ. Thì cái này là anh chỉ làm ngay tại chỗ thôi nha. Dạ. Cho nên là có thể nó có gì đó mà em cũng thông cảm. Em rất là muốn nghe luôn. Lần đầu tiên gặp Huyền, có lẽ đây là duyên. Mái tóc thật đen tuyền, mắt như kim tuyến, mắt em như kim tuyến. À, giọng nói làm sao xuyến. Nếu em muốn phát triển và cùng nhau hàn huyên thì bấm nút nha Huyền. Ôi trời ơi, đó là xuất khẩu thành thơ đó nghe. Cho nên phải thấy em rồi mới ra được cái bài thơ này. Hay quá. Rất là hay luôn ạ. Em nhìn anh thì em nhớ là một bài hát rất là gọi là thích hợp cho thời điểm này luôn. Bài anh gì có muốn nghe không? Hát luôn. Một đoạn nhỏ thôi ạ. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, trễ 3 năm rồi đây. Suốt thời gian qua anh đã ở đâu, sao không ở đây? Tôi mọc tóc luôn nè, trời ơi. Nghe giọng rất là thanh, rất là hay. Dạ. Tức là hai đứa rất là hợp nhau về những cái sâu sắc cũng như là về đúng văn rồi. Hóa văn nghệ ha. Rồi, bây giờ là mình cảm nhận về nhau đi, nãy giờ chưa cảm nhận về nhau. Lần đầu tiên mình gặp mặt đó, thử xem mình đoán cái người đối diện thế nào, về tâm trạng, về cảm xúc hay là về lý trí thế nào đó. Hai bên cho nhau biết về nhau đi. Anh gặp em thì anh cảm nhận em là người như thế nào?
Như lúc nãy anh nói là anh thấy em vui vẻ đúng không ạ? Ừ đúng rồi. Thì anh thấy em hoạt bát nè. Dạ đúng rồi. Vui vẻ nè. Cách suy nghĩ nó cũng ví dụ như là cũng theo giống anh á, ví dụ như là em quyết định một cái gì đó chắc sẽ rất là dứt khoát. Dạ đúng rồi. Ừ. Cá tính cũng mạnh á. Ừ. Dạ. Còn em gặp anh á thì em thấy anh là người rất là hiền. Đặc biệt em là nhìn vào có thiện cảm với bạn nam á. Em nhìn vào ánh mắt đầu tiên là nhìn khuôn mặt hiền là được. Dạ, dạ anh rất là hiền. Đâu, dễ thương. Anh ít nói, anh không sao đâu, anh ít nói thì em nói giùm cũng được. Nhưng mà ít nói mà không có khiếu hài hước quá thì không sao. Dạ không sao. Nói nghe nè, chị có cái đề nghị đâu. Giờ dạ. Em thử check cái 15 giây của em coi. Em nắm tay bạn xong em thử cảm nhận cái 15 giây đó. Coi đây là đúng cái một nửa của mình chưa. Thiệt, em check thử đi. Cho em. Anh mượn tay luôn. Dạ rồi. Nhắm mắt vô cảm nhận. 15 giây bắt đầu. Đi tới đi lui thử coi. Đừng đi luôn nghe. Dạ đi qua đây. Đó. Dễ thương quá, hai đứa này xứng quá à. Hết thời gian. Dạ rồi. Rồi sao nè, nói cái cảm nhận sau 15 giây nắm tay nè. Nói chung thì tâm trạng rất là hồi hộp. Mà tay bạn rất là ấm áp. Thì ví dụ như đó chỉ là 15 giây ngắn ngủi thôi. Thì anh không biết nói chuyện lắm. Ví dụ như em có thể mà cho anh nắm lâu dài hơn, và cả hai cảm thấy nếu mà hợp hơn thì anh có thể dám chắc một điều là anh sẽ không bao giờ buông. Dạ. Trừ khi mà ví dụ em buông trước. Anh giống em rồi, em không buông trước thì sao? Vậy thì nắm hoài luôn chứ. Nắm hoài càng tốt luôn. Dạ. Nhưng mà nè, hồi nãy chị nghe cái quan điểm của bạn trai á, rất là hay. Tức là bạn trai em muốn rằng á, là mình phải sống rất thật với cái cảm xúc của mình. Có nghĩa là nếu như một lúc nào đó mà em cảm thấy rằng em không còn muốn đi bên cạnh người đàn ông này nữa, thì em phải nói ra, em đừng có cố gắng chịu đựng. Và cũng đừng vì một điều gì đó mà phải chịu đựng. Thì em nghĩ cái điều đó như thế nào, cái quan điểm đó làm sao? Dạ đúng rồi, em cũng vậy. Em có bạn trai. Em nói với bạn đi, em nói với bạn đi. Em có bạn trai thì em cũng thường hỏi, nếu mà em cảm nhận là hai người một lúc nào đó sẽ có giai đoạn mà sẽ chán nhau, không thể nào mình vui vẻ với nhau hoài được, thì lúc đó em sẽ hỏi. Dạ thì mình có gì mình cứ nói, mình có thể làm bạn cũng được, hoặc là mình đi tới với nhau. Cái đó lúc mới yêu thôi, chúng ta có thể không chịu đựng nhau, mình nói thẳng ra. Nhưng có những cặp vợ chồng hai ba đứa con rồi đó, người phụ nữ luôn luôn là chịu đựng, nhiều khi người ta không dám nói ra, nhiều khi người ta cũng không còn cảm xúc nữa nhưng không dám nói. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, nhiều khi là đời sống vợ chồng nó khác, đôi khi mình chịu đựng cái cảm xúc đó, mặc dù đó cảm xúc tiêu cực luôn. Thành ra giữa tình yêu và vợ chồng nó khác xa nhau lắm. Thành ra tụi em cũng phải gọi là nắm vững cái này. Nếu không á, mình nói mai mốt không có cảm xúc với em là anh nói luôn, rồi rủ hai ba đứa con, rồi cái nói ra cũng mệt lắm. Là không, với lại các bạn phải biết cái cảm xúc mà từ tình yêu chuyển qua cái đúng tình rồi. Thương á. Tại vì nó không thể nào mà tình yêu mà nó cứ mãi mãi với cái cảm xúc đó được, mà nó phải chuyển qua một cái cảm xúc khác, đó là tình thương và trách nhiệm. Dạ. Thì khi mà hai người mà có vấn đề thì đối phương sẽ cảm nhận được, nếu mà người đó quan tâm người đó. Tức là khi mà mình có thể nói là tôi chịu đựng quá, nhưng mà lúc đó mình phải chia sẻ để hai bên hiểu nhau nhiều hơn, chứ không phải nói là em hết cảm xúc với anh rồi, anh hết cảm xúc với em rồi, thôi chia tay xong. Cái này không có dễ đâu nha. Em nói lại thử coi cái mi, em nói lại thử coi cái mi có nói được không? Rồi, dạ được rồi. Được rồi đó. Thì anh nhớ nha, anh có vấn đề gì là anh phải nói với em. Đúng rồi. Ví dụ anh thắc mắc như thế nào, con bé này nó đi chơi hoài vậy, nó hay đi hát quá ta, mà nó đi với ai ta, mình ở nhà mình khó chịu, là anh phải nói liền để em giải thích cho anh nghe. Thì mình mới tin nhau được. Nếu mà anh cứ sợ, hoặc là anh nhìn em nói em quá cá tính đi, bây giờ anh sợ anh nói không, anh không nói lại em, hoặc là anh do anh hiền quá thì anh cứ nói đi. Tại vì em là người rất là nhường nhịn luôn đó. Cái câu đó thì em yên tâm, thì anh là một người có gan thì có đó. Ví dụ như là em đi chơi đồ gặp nhiều người bạn thì gan là có, nhưng mà cái cách mà đối xử gan thì nó sẽ khác. Thì mình không thể nào mình cản được cái người bạn gái mà gặp rồi. Được cái trong mối quan hệ xã hội rất là nhiều người được. Dạ đúng rồi. Thì cái cách của anh làm là chỉ ví dụ như em gặp nhiều người đúng không, thì anh làm sao để chứng minh được mình hơn được người ta. Thì khi mà em thấy một ở nhà một người nó hơn cái người ngoài xã hội rồi, thì em đâu có còn cái dạ, đúng rồi. Rồi chúng ta không còn thời gian nữa. Đúng rồi. Bây giờ các bạn có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình nha. 30 giây mỗi người nói một câu, sau đó tiến hành bấm nút. Bắt đầu. Em muốn nói trước không? Nếu mà anh cảm nhận được là em với anh mình phù hợp với nhau á, thì mình có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì em thấy anh cũng rất là hiền và dễ thương đó. Dạ, với lần đầu tiên là em cũng có thể là có cơ hội để tìm hiểu một người bạn trai và lớn hơn em nhiều tuổi ạ.
thì anh cảm thấy em rất là phù hợp và anh cũng muốn rất là tiến tới. Rồi. Và anh muốn sau này có thể tìm hiểu nhiều hơn vì chương trình nó có thời gian rất là ngắn hạn. Ra ngoài mình nói nhiều hơn. Đó, vậy là hiểu rồi đó. Tôi rồi, để tay nút bấm các bạn. Tôi với ông ở không đi Linh. Tôi thấy rằng hai bạn rất hợp với nhau nhiều thứ. Đó là một sự đồng điệu trong cảm xúc. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ trân trọng những cái gì đang có hiện diện ở trong mỗi trái tim của các bạn. Và các bạn sẽ nuôi dưỡng nó để trở thành một cái tình yêu thật sự nha. Và chuẩn bị chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi. Chứ tôi biết rằng hai bạn cũng đã chờ đến giây phút này. Rồi thôi mình đếm lẹ đi ha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đấy. Hãy nói với gia đình hai bên rằng cho phép tụi con bắt đầu hẹn hò từ bây giờ để tìm hiểu và hứa với gia đình cái gì đó. Yeah. Xin mẹ và cô cho phép tụi con quen nhau, bắt đầu tìm hiểu. Hứa. Hứa là nếu mà tụi con tiến tới được với hôn nhân á, thì có thể là nhiều điều khác con không thể nói chắc được, nhưng mà cái mà con có thể mình cho được cái bạn đó đó chính là cái sự chân thành. Và sẽ không bao giờ phản bội. Hay quá. Em nói gì với mẹ đi. Dạ, con xin phép bác là cho con tìm hiểu với anh ạ. Tại vì con thấy anh rất là thích hợp với con. Và con là một cô gái tuổi còn trẻ, nhưng mà thật sự ra là trong suy nghĩ thì con cũng khá là chín chắn ạ. Cho nên là cô cứ yên tâm là con quen anh, con sẽ không để cho anh buồn đâu ạ. Trời ơi, mẹ yên tâm mẹ ha, mẹ ha. Dạ. Rồi, ta làm thủ tục nào? Ta đặt cái hôn đầu tiên vào má của bạn gái nào? Dạ rồi. Chúc mừng các bạn nha.